Vâng, em kính chúc anh có một buổi sáng cuối tuần thật là vui vẻ và làm việc hiệu quả nhé. Ở đây thì em sẽ lên cho mọi người một cái đôi loa mini. Đôi loa mini này thì là của dòng Onkyo và đời của nó rất là cao nhé mọi người nhé. Đây là loa màng carbon màng trắng này mọi người nhé. Đấy, ở đây thì từ bắt đầu từ dòng đời 7GX là đã là một cái bước rẽ, gọi là bước ngoặt cuộc đời của hãng Onkyo luôn. Đấy, nó bước sang một cái trang khác, đó là khi nó sản xuất ra, tìm hiểu và nghiên cứu và sản xuất ra một cái sợi, đó là chính là sợi carbon màng trắng. Thông thường thì anh nhìn thấy với những cái màng đen thì mình đã quá là quen mắt rồi đúng không ạ? Nhưng mà carbon màng trắng thì chỉ có dòng Onkyo đời cao này mới có thôi mọi người nhé. Đây là đôi loa Onkyo có mã là 7GXDV. Thì như em vừa nói thì cái bước ngoặt của nó là từ loa 7GX, nhưng 7GXDV là phiên bản nâng cấp của dòng 7GX và nó là phiên bản giới hạn nha mọi người nhé. Đấy, loa hai đường tiếng này, các anh nhìn thấy không ạ? Hình thức của loa đây đẹp mê ly luôn. Đấy, đây em thật mọi người, các anh hay bảo là bán hàng thì chả khen hàng nhà mình đẹp đúng không? Cái này thì không sai rồi, nhưng mà đôi này em thật mọi người, anh nào mà bảo xấu nữa thì em không biết như thế nào với mọi người là đẹp nữa. Bởi vì hàng bãi với bên em nó đơn giản là nó không bị chảy xước, nó không bị lở thành lở vách. Đấy là những nàng hoa hậu, những nàng tiên rồi. Đây nhá, phía đằng sau của loa đây, giắc kết nối giắc cài này. Loa Onkyo 7GXDV ở đây thì với công suất là 70W trở kháng là 4 ohm và loa được sản xuất tại nước thứ hai nhá. Rất nhiều những loa em quay rồi, thông thường thì trở kháng của nó là 6 ohm thì rất là nhiều. Đấy, 4 ohm thì đây là dòng số ít thôi, số ít thì của nó thì là 4 ohm. Thông thường thì là 5 ohm, 6 ohm thì nó phổ biến hơn rất là nhiều. 4 ohm là cái dải của cái tần của nó rất là nhỏ. Đấy, hôm trước có anh qua nhà em cứ hỏi em anh cần cái loại loa mà 4 ohm. Đấy, quên mất mấy cái đôi này. Là xong lại hôm đấy lại đang lộn xộn, đang dọn cửa hàng nữa, thế là lại quên mất và thôi hôm nào có thì em quay lên anh qua anh chọn vậy. Đấy. Sau đây thì em sẽ đo kích thước chi tiết của cái loa này cho mọi người nhé. Dạ vâng, loa ở đây này thì có chiều cao là 26cm, chiều ngang của loa là 16, độ sâu của loa thì là 23 nhé mọi người nhé. Và bát ở đây thì là bát 13 này. Đấy, các anh nhìn rõ bát 13 luôn nhé. Em sẽ mở luôn cái củ để mọi người nhìn được cái củ bên trong của nó như thế nào nhá. Mọi người đợi em một chút nhá. Dạ vâng nhá. Đây thì em đã vừa tháo xong này. Mọi người nhìn cái củ của nó có to. Củ dã man luôn. To chưa? Rất là to luôn nhá. Đây, cái đường kính của củ này. Em sẽ đo luôn đường kính của củ cho mọi người thấy nhá. Đây, đây đường kính của củ là 9,5 phân nha các bác nhá. 9,5 phân. Bát 13 mà củ 15 phân là cái đường kính này nó quá dày luôn rồi. Này, nhìn cái độ dày này. Đấy. Bảo sao nhiều anh mua cái loa này về làm loa trợ lời. Đấy. Mà nghe chất âm của nó thì thôi phải bàn rồi. Nó quá là chi tiết luôn nhá. Này, sợi màng carbon màng trắng này mọi người. Rất là. Đấy. Thì cái đôi loa Onkyo 7GXDV này thì em báo giá luôn nhá. Đôi này thì thôi hôm nay em sẽ xả để giá cho mọi người giá ưu đãi đi. Thông thường có đôi đẹp như này em toàn bán 2 triệu mấy đấy. Nhưng thôi hôm nay sẽ để cho mọi người giá là 1.150.000 nhá. Đấy. Bạn nào lấy thì alo luôn cho em. Số điện thoại của em là 0966594481, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mà nhất là bác nào mà ở nhà mình có âm ly thì chọn mua những dòng loa này, nó của nó cực kỳ bền và tiếng của nó cực kỳ hay nữa. Đấy, nhất là có những cái giải mã mình muốn tách ra làm những bộ dàn độc lập thì mình có thể tham khảo ngay những dòng loa này nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.